với chủ đề Mi Max Mi Si chương trình kêu gọi mọi người tự tay trang trí chiếc khẩu trang của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Với mỗi chiếc khẩu trang được đăng tải, công ty cổ phần Giờ Việt Nam cùng cộng đồng năng đoạn Kim Cương sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ trung một tấm lòng Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua dụng cụ bảo hộ y tế cho các chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu cùng đại dịch diễn viên bb trần hải triều tính đến nay đã có rất nhiều diễn viên ca sĩ đồng hành cùng chương trình có thể kể đến diễn viên bb trần diễn viên hải triều á quân the phây tôn tuấn kiệt ca sĩ tăng phúc trương thảo nhi quán quân cười xuyên việt ngọc phước hoa khôi áo dài thành phố hồ chí minh trăm nguyễn cùng sự tham gia của một số bạn trẻ có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng ca sĩ tăng phúc trương thảo nhi hoa khôi trăm nguyễn diễn viên ngọc phước Hoa phây hoàng anh Công ty cổ phần dược y Việt Nam là tổ chức giáo dục được biết đến với triết lý kinh doanh di quắc diêu vang, cho đi điều bạn muốn, nổi bật với những chương trình phát triển tư duy, tâm hồn và đặc biệt hơn là sự đa dạng của các hoạt động cộng đồng. Đúng với triết lý kinh doanh của mình, công ty cổ phần dược y Việt Nam chú trọng vào việc xây dựng và phát triển một cộng đồng đáng tin cậy, tử tế, có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến với toàn bộ 95 triệu dân Việt Nam. Hãy cùng hưởng ứng chiến dịch mimax Max bằng cách trang trí chiếc khẩu trang của mình và cùng lan tỏa chiến dịch này đến với những người xung quanh bạn nhé bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình